Làm thế nào để mình có thể là design, mình thiết kế được cái con đường mà mình sẽ đi khi mình phát triển sự nghiệp. Thì có một điều chắc chắn ấy, đấy là mình sẽ phải quay lại câu disclaimer ban đầu. Đấy là mình sẽ không có một cái con đường mà dành cho tất cả mọi người. Ở đây chị có làm một cái khảo, chị có thu thập lại cái thông tin của mọi người. Và rõ ràng ở đây mình có thể nhìn thấy này, chân dung của những các bạn mà tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay, nó chỉ tầm 56 bạn thôi, 55, 56 bạn thôi, nhưng mà nó rất là khác nhau. Rất là khác nhau. Mọi người là có thể là học sinh, mọi người có thể là sinh viên, mọi người là năm nhất, năm 2, năm 3, năm 4. Và thậm chí là cái phần trăm mà năm 3, năm 4 đó, nó cũng kiểu gần như là, gần như nó sẽ kiểu gần như là sắp xỉ như nhau luôn. Và những cái phần trăm mà kiểu đến từ các trường đại học, những các bạn làm có background về business và communication, với những bạn có background nó không, gọi như là không quá liên quan, nó cũng sát sao. Nên chị thấy là ở đây nếu mà để propose một cái ấy, gọi như là một cái con đường typical cho tất cả mọi người, thì nó sẽ không make sense. Nên chị chỉ đưa ra một cái gọi như là một những cái pillar chính thôi, những cái cột trụ chính. Đến lúc nào mọi người bắt đầu xây dựng cái con đường sự nghiệp của mình ấy, mọi người mindful về những con đường này, về những cái điểm checkpoint này, và mình sẽ bắt đầu list down ra là những cái gì mình sẽ cần làm ha. Rồi. Bởi vì khi mà mình bắt đầu, mình sẽ không thể nào biết các bạn năm nhất sẽ bắt đầu khác với các bạn năm 32, các bạn năm 2 sẽ bắt đầu khác với các bạn năm 3, năm 4. Và nếu mà bây giờ các bạn đã ra trường thì các bạn sẽ có những cái, mình sẽ tiếp cận cái con đường nghề nghiệp nó sẽ khác. Nên là mọi người sẽ phải rất là flexible về trong cái việc là mình sẽ phải hiểu bản thân mình. Mình phải tự define được con đường dành cho bản thân mình. Tuy nhiên nó sẽ có ba cái cột chính như sau. Mượn hình ảnh bác Thái Công một xíu. Thì để làm marketing ấy, thì chúng ta sẽ cần cái kiến thức, kinh nghiệm. Trải nghiệm là điều tất yếu rồi, nhưng mà trải nghiệm nó sẽ kiểu đi cùng với cuộc đời rồi, chứ nó sẽ không nằm ở trong có mỗi việc mình làm marketing nữa. Mình sẽ cần kiến thức, kinh nghiệm và các mối quan hệ, hay còn gọi là network ấy. Thì chị sẽ đi dăm từng vào ba cái cột pillar này thì mình sẽ như thế nào. Đầu tiên về cái cách thứ tự mình bắt đầu sắp xếp nhé. Thì đây là mình, các bạn sinh viên, các bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường và mình muốn trở thành các expert, ông này bà nọ trong marketing và trong the business ha. Thì đây là những cái kinh nghiệm mà chị nghĩ mình đây là con đường mà mình sẽ phải đi này. Đầu tiên mình sẽ cần phải có knowledge, mình phải có kiến thức. Kiến thức nó sẽ là, thứ nhất nó sẽ là cái viên gạch đầu tiên. Chị sẽ luôn luôn đặt cao cái kiến thức là cái viên gạch đầu tiên để mình bắt đầu một cái con đường nghề nghiệp, một bước đi đầu tiên để mình bắt được con đường sự nghiệp của mình. Bởi vì khi mà em chắc kiến thức thì em sẽ có cái kiến thức đặt cho em, nó không chỉ giúp cho em hiểu rõ được cái con đường, cái điều mình mong muốn, mà em sẽ biết rõ được cái những cái việc em sẽ trưởng thành hơn về việc là cái hướng em muốn đi, những người em muốn gặp và cái con người em muốn trở thành. Thì đầu tiên là em sẽ phải có knowledge trước, cái kiến thức trước của bản thân em. Nó kiến thức nó sẽ có thể đến từ những thứ như là các khái niệm chính marketing là gì, marketing làm gì, hay là những cái copy, CP vân vân. Em phải hiểu về những cái thứ như vậy thì mình mới có thể bắt đầu cái con đường sự nghiệp của mình. Mình nhìn vào những cái cơ hội việc làm và mình nhìn ra được là mình sẽ học được cái gì từ cái những cái cơ hội việc làm đấy. Rồi và từ và knowledge không phải là thứ nó chỉ dừng lại ở fundamental knowledge, là cái thứ viên gạch đầu tiên mà em sẽ cần phải đặt khi em bắt đầu xây dựng cái con đường, cái ngôi nhà sự nghiệp của mình. Tuy nhiên cái việc mà em trang bị kiến thức cho mình á, đó là một cái gọi như là always on, một cái lifelong learning journey, là em sẽ phải luôn luôn học, sẽ luôn phải trau dồi những cái kiến thức mới. Hôm nay em biết về fundamental, ngày mai em phải biết về advanced, ngày kia em phải biết về những cái skill set liên quan đến technology. Đó, thì nó luôn luôn là những cái thứ mà mình sẽ phải luôn luôn học, luôn luôn phải trau dồi ha. Nhưng mà knowledge luôn luôn là thứ đầu tiên để em bắt đầu đặt nền tảng cho con đường sự nghiệp của mình. Thứ hai, experience. Có cái viên gạch nền tảng rồi, em bắt đầu mở rộng thế giới quan của mình, không chỉ qua những trang sách, không chỉ qua những cái gì người ta nói cho em nghe, các em nghe, mà sẽ còn phải qua cái cách mà em nhìn nhận về thế giới, nhìn nhận về cái môi trường em làm việc và cái con người em muốn trở thành sau khi em làm việc tại những môi trường đó. Rồi, và cuối cùng, đấy là network. Network chính là cách cuối cùng là marketing hay là làm business. Nó cũng là cái cách mà mình sẽ connect với people, connect with people để mình có thể gọi như là
chung sống hòa hợp này, mình tạo ra giá trị, tạo ra impact ha. Thì cái việc mà mình network nó không chỉ giúp cho em sao ta học hỏi, mà nó còn giúp cho em hiểu thêm ra được thêm về những cái value, những cái tính chất của ngành nghề. Từ đó mình học hỏi thêm này, mình sẽ có thêm động lực để mình phát triển cái con đường sự nghiệp của mình. Bởi vì mình hay có câu mà mình muốn đi nhanh thì mình đi một mình, nhưng mình muốn đi xa thì mình cần phải đi cùng nhau. Rõ ràng việc có một network, một cộng đồng, nó sẽ giúp cho các em có thể có những bước đi sự nghiệp vững vàng và chắc chắn hơn. Tuy nhiên cái câu chuyện của network nó chính là cái câu chuyện đấy là mình sẽ không chỉ có one way communication, mình không chỉ hỏi mỗi cái mà người ta có, đúng không? Mà mình sẽ cần phải cho đi những cái mình có nữa. Thì đấy là những cái mà mình đã trau dồi ở hai bước trước là knowledge và experience. Vậy thì mình phải cái thứ tự với chị sẽ recommend á, và nó sẽ là một cái hành trình mà nó sẽ không bao giờ kết thúc, nó sẽ kiểu kéo dài đến hết đời luôn á. Thì nhưng mà cái viên gạch đầu tiên các em sẽ cần phải biết đấy là knowledge, cái kiến thức cơ bản, kiến thức của em để làm marketing này, cái cách em làm nghề này. Thứ hai là kinh nghiệm của em được trau dồi thông qua những cái dự án thật. Có thể là dự án về khi mà em thực tập làm part time, hoặc là những cái dự án về làm community ha. Và cuối cùng là mình mở rộng cái cộng đồng của mình, biết thêm nhiều người cùng giá trị, cùng value của mình, cùng tần số của mình. Rồi, vậy thì knowledge mình sẽ lấy ở đâu? Mình sẽ lấy ở lớp. Mình phải nói một cách rất transparent đấy là với những bạn nào á mà có được học các trong các trường kinh tế, các bạn đang học trong các ngành về truyền thông, thì cố gắng tận dụng hết sức có thể những nguồn lực mà mình có ở trường đại học ha. Cái này không phải là vì chị làm trong một cái cơ sở giáo dục ở bên ngoài mà chị bảo là thôi không quan tâm đến 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 giáo dục trường đại học, thì không. Với chị thì cái cơ bản đầu tiên đấy là mình sẽ đúc kết được những cái kiến thức mà mình có thể có mà mình đã đóng tiền để mình được học ấy. Đó chính là những cái kiến thức ở trên trường đại học. Cố gắng build và network với tất cả những anh chị, với thầy cô có một cái sự quan tâm đến với marketing. Và ở trường đại học Ngoại thương thì chị thấy là có một nhân vật nó rất họ rất là nổi tiếng và luôn luôn cố gắng drive sinh viên đến những cái giá trị positive nhất có thể, để và chị rất là ngưỡng mộ đấy là chị, đó là thầy Huyền Minh. Chị đã được gặp thầy Huyền Minh một lần khi mà chị đạt giải ba, được giải nhì của Việt Nam trong lần, thầy Huyền Minh vẫn đến cuộc thi đó. Đấy là một cái cuộc thi mà kiểu như là bên ngoài trường thôi, nhưng mà thầy luôn luôn cố gắng động viên sinh viên để đi ra ngoài cái boundary, cái ranh giới của trường đại học Ngoại thương và tỏa sáng hơn nữa trong rất nhiều các cuộc thi sinh viên. Thì đấy là cái mà chị rất admire. Nhưng bài học ở đây đấy là không chỉ riêng thầy Huyền Minh, chị tin rằng ở mỗi trường, ví dụ như Nail, ví dụ như là DAV hay là những trường báo chí, họ mình cũng có rất nhiều thầy cô positive như vậy, thì mình hãy cố gắng học hỏi từ thầy cô, network với thầy cô để mình có thêm được những cái cơ hội mình học hỏi được nhất nhiều nhất có thể, bởi vì sâu vai thầy cô cũng là người mà có nhiều kinh nghiệm nhất, nhiều kinh nghiệm nhất, nhiều network nhất, và họ, nhiệm vụ của họ lúc mà mình đi học đấy là chính là dạy mình và tạo nhiều điều kiện nhiều nhất cho mình, mà tại sao mình không tận dụng cái cơ hội đó. Bên cạnh cái việc nếu mà các em chưa có thể gọi như là dùng hết được những cái kiểu như chưa happy và cảm thấy cái việc mà mình đi học ở lớp á nó chưa đủ, thì mình có thể trau dồi được những cái kiến thức khác ở bên ngoài, bởi vì đấy là cách mình tiếp cận kiến thức thôi. Vì có thể mình chưa tiếp cận được kiến thức thông qua cái cách giảng dạy của người này, thì có thể tiếp cận qua các phương thức khác và cách giảng dạy của người khác, mình file với chuyện đấy chứ không phải là mình dốt. Ok, đấy là cái cách mà mình, đấy là cái nói chung là cái việc là kiểu giao tiếp về cùng tần số luôn. Thì mình sẽ có cái cách khác, ví dụ như mình sẽ tham gia các khóa bên ngoài, ví dụ như các online course trên trên Coursera hoặc là Brandcamp này, hay là những cái khóa bên ngoài ví dụ như của Novaline hay là của các trung tâm bên ngoài nữa ha. Thì đấy là để mình tham khảo, vì cái main main objective của mình ở bước đầu tiên á, để mình phải có được cái kiến thức cơ bản đầu tiên nữa. Thì và cuối cùng đấy là mình sẽ phải cố gắng là mình cố gắng là đã liên tục cập nhật những cái kiến thức của mình, những kiến thức của mình, những cái inspiration của mình về nghề, những cái cập nhật của mình về cái xu hướng thông qua những cái sách, thông qua sách này, thông qua báo chí này và những cái podcast. Bây giờ chị thấy kiểu mọi người quá là may mắn ấy, kiểu Gen Z quá là may mắn ấy, bởi vì mọi người có quá nhiều cái source để mọi người học. Ở thời điểm chị ạ, thì cái hồi mà chị học á, là chị thấy là chỉ có những cái quyển sách dịch thôi, nó chỉ có quyển
marketing 3.4.0 gì đấy. Rồi sau đó thì nếu mà muốn đọc kỹ hơn thì mình sẽ cần phải có mình phải mua sách dịch sách, không phải mua sách tiếng Anh, và mình phải order trên những cái website lớn thì mình có những quyển sách đấy. Nhưng bây giờ mình lại có rất nhiều cái nguồn khác, ví dụ như có những cái thư viện sách đọc đọc PDF này, hoặc là những có những cái podcast mà ở đấy người ta đọc sách cho mình, hoặc là mình nghe được những anh chị chia sẻ từ cái quá trình làm nghề thật, thì chị thấy là nó mở ra cho mọi người cái cơ hội quá là rộng mở để mọi người có thể mở rộng cái kiến thức của mình ha. Rồi thứ hai, tuy nhiên ạ, thì mình cũng sẽ không, một cái điều mà chị muốn highlight điểm này đấy là mình sẽ không ngừng học. Khi mà mình học ấy, nó không chỉ là những cái kiến thức cứng mà mình cần phải học được những cái kiến thức mềm, ví dụ như là cái khả năng ở đây là sẽ là một top 10 skill mà chị nghĩ là nó sẽ dần cho các bạn làm business và marketing. Đấy là mình phải có một cái mindset để phân tích và sáng tạo, hay là những cái kiểu như tư duy về mặt active learning, và có những cái learning strategy nó phù hợp để mình giống như fill cái gap của mình ấy. Và bên cạnh đó, tất cả những cái kiến thức, kỹ năng về mặt technology, về cái cách ứng dụng technology trong việc vận hành business cũng là thứ mà potential trong at least 5 năm tới, ít là đây là 3 năm tới rồi, thì năm sau rồi cũng đâu, 2-3 năm tới và 10 năm tới nó sẽ trở thành dominant. Thì mọi người sẽ phải luôn luôn cập nhật được những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà mình cần có trong cái suốt quá trình mình làm nghề ha. Chứ cái việc sự học nó sẽ không chỉ dừng lại ở trong ba cái nguồn mà chị kể, mà mình sẽ cần phải active hơn nữa, mình phải nhìn và đào sâu hơn nữa về những cái cơ hội, mà những cái kiến thức mà mình sẽ cần phải có. Một cái, vì không biết là có ai nói với mọi người chưa, thì marketing nó sẽ luôn luôn thay đổi, thì thế giới cũng sẽ luôn luôn thay đổi ha. Thì có thể khoảng độ 10 năm trước, 10 20 năm trước, thì marketing truyền thống là một cái gì đấy nó rất là dominant. Hồi đấy rất ít người làm digital nha, rất ít người làm kiểu như chạy ad các thứ ấy, kiểu Google các kiểu ấy. Nhưng mà có một, nếu mà ai ở thời điểm đấy mà bắt đầu học hỏi về cách làm digital marketing này, làm Google, làm sale á, thì bây giờ chắc chắn là họ đã rất giàu rồi. Đó, thì nó cũng giống như cái bài, giống như câu chuyện Bitcoin ấy, mình phải nhìn nhận, mình phải biết trước được cái giá trị, biết trước được cái giá trị, biết trước được xu hướng, mình đi tắt đón đầu. Làm sao để apply AI, làm sao để apply được technology trong cái buổi thời buổi hiện tại vào business. Đấy là những cái câu hỏi lúc nào mình cũng phải đặt ra trong trong cái mindset của mình, để mình bắt đầu đi tắt đón đầu với những cái xu hướng chính, để mình có thể trở thành những expert của những cái vấn đề mà trong tương lai sẽ rất ít người biết, thì mình sẽ có những cái lợi thế nhất định trong cái việc mình phát triển nghề nghiệp. Thứ hai nữa đấy là bên cạnh mà mình phát triển kiến thức thì mình cũng cần phải phát triển cả kinh nghiệm nữa. Kinh nghiệm ở đây thì nó sẽ thông qua những cái nguồn kinh nghiệm nào? Thứ nhất đấy là thông qua những cái chương trình thực tập, danh giá, hoặc là những cái công việc part time. Thì công việc, những cái chương trình thực tập thì nó sẽ có thể là những cái chương trình thực tập 3 đến 6 tháng của các công ty như là Unilever, Nestle, P&G, hoặc là những cái chương trình đến từ các agency ví dụ như Nelson, Kantar. Thì ở đây á, mình sẽ một điểm với chị, thì nếu mà chị để đánh giá thì đây với chị là một trong những cái cơ hội mà nó hiếm và nó quý giá nhất trong cái quá trình mà mọi người có thể mọi người đi học. Bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ được tiếp cận với những cái gọi như cái kiến thức advanced nhất ở tầm thế giới, và mình sẽ được làm rất nhiều các dự án marketing ở kiểu scale rất lớn á. Tuy nhiên nếu mà không thể, nhưng mà cái cơ hội này đương nhiên nó sẽ cạnh tranh rất lớn, và nếu mà mình không đạt được cái cơ hội này thì không có nghĩa rằng mình không thể trở thành một marketer. Mình vẫn sẽ có thể tìm kiếm được những cái cơ hội làm việc khác thông qua những cái cơ hội làm part time, ví dụ như là làm content cho các bạn fan, cho các fanpage này, hoặc là chạy digital ad. Cái câu chuyện ở đây đấy là mình không ngừng trau dồi và hiểu hơn về cách mà marketing vận hành trong bối cảnh hiện tại. Hiện 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 tại bên ngoài, bên cạnh, bên ngoài trang sách, bên ngoài những cái gì mà người ta nói cho mình nghe ha. Rồi thì mình có thể từ đó mình sẽ có thể build up được lên chính những câu chuyện của mình, strengthen từ cái capacity của mình. Và cái câu chuyện là mình phải nâng cao được cái chuyên môn, sức mạnh chuyên môn của mình mới là cái quan trọng nhất khi mà mình nhìn vào một cái công việc ha, chứ không chỉ là mỗi về mặt danh tiếng.
lúc nào mình nhìn come up với cả một cái câu chuyện là làm part time thì mình sẽ cần gì, thì cần tiền hay cần danh tiếng thì nó cũng không hẳn. Mà với chị thì nó sẽ là mình phải cố gắng nhìn ra được những cái cơ hội để mình nâng cao được giá trị chuyên môn của mình. Nếu mà các em có hứng thú để làm marketing ấy, thì chị sẽ cố gắng, chị sẽ cổ vũ mọi người làm những cái công việc làm part time liên quan đến marketing, bởi vì nó sẽ tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn sau khi này các em đi làm full time, và cũng như có thể giúp các em hiểu rõ hơn về cái cách apply marketing trong trong đời thực. Bởi vì thay vì làm những cái công việc như là làm bồi bàn, làm shipper, làm giảng viên, làm giáo viên dạy kèm, đương nhiên những công việc đấy nó cũng có vẻ đẹp của mình, đương nhiên chị không nói là đấy công việc không tốt, nó cũng sẽ có những cái giá trị tốt, nhưng cái giá trị mà để nó thực sự relevant, để thực sự thuyết phục những nhà tuyển dụng sau này là em có thể làm được việc thì nó sẽ thấp hơn, em earn được một chút tiền nhiều hơn ở thời đại học, nhưng mà nó sẽ tạo nên một cái rào cản để cho em sau này khi mà em đi ra thế giới ngoài đời thực, nó bị trở thành một cái rào cản, một cái để khiến cho em cảm thấy mình ít lợi thế cạnh tranh hơn so với các bạn khác. Thì đấy là thứ mà mình sẽ cần phải consider. Đương nhiên những cái công việc kia nó cũng sẽ giúp cho em hiểu thêm về về nâng cao các kỹ năng liên quan đến communication, nhưng mà về những cái hard skill, về những cái thuật ngữ thì nó sẽ không bằng những cái công việc mà nó có tính tương, dường như là có tính tương tự tương relevant như là các công việc nó involve marketing. Và một điểm nữa mà chị muốn highlight ở cái cột mốc này đấy là mình quá may mắn vì mình chọn marketing đi, vì những cái bạn nào mà là muốn làm finance đi, các bạn không thể làm, không thể nào làm part time hay là part time hoặc là intern ở cái thời điểm mà các bạn học năm 2, năm 3 được. Không ai tuyển finance intern mà không có một cái bằng cấp, về finance hay là đang học các trường về liên quan đến finance hết, không ai tuyển những cái thứ như tuyển những bạn như vậy. Tuy nhiên mình làm marketing là mình không có barrier gì hết, thì thấy ai làm được marketing, miễn là mình có một cái tinh thần và một cái kiến thức cơ bản vững là đã có thể làm được rồi ha. Một cái nguồn công việc thứ hai nữa để mình có thể earn được experience, kinh nghiệm, thì chính là các cuộc thi marketing. Các cuộc thi marketing thì nó sẽ có thể mình sẽ cần phải cái nó quá nhiều các cuộc thi, nó đến từ các câu lạc bộ này, các tổ chức thứ ba này, hay là từ các khối doanh nghiệp. Thì ở đây chỉ có list out ra ba cái nhóm chính, đấy là từ các câu lạc bộ, ví dụ như bản lĩnh marketer của Mark Tatu này, các có công các cuộc thi từ các khối doanh nghiệp thì có Unilever Future Leader List, làm cuộc thi mà kiểu giải business case cho các sinh viên hàng năm, và một tổ chức thứ ba nữa là Young Marketer. Thì cái câu chuyện mà chị muốn highlight đây đấy là mọi người sẽ cần phải mindful là cái gì mọi người muốn take away sau cuộc thi. Đương nhiên giải thì là tốt rồi, giải thì ai có giải thì rất là mừng rồi chị, nhưng mà câu chuyện đấy là mình sẽ cần phải hiểu rõ hơn, đấy là cái gì mà mình sẽ cần phải take away, cái cơ hội gì mình sẽ cần, hay kiến thức gì mình sẽ cần phải mang đi sau cuộc thi, bên cạnh câu chuyện giải, bên cạnh câu chuyện tiền bạc. Và cuối cùng là những cái liên quan đến mình cũng có thể tăng cái trải nghiệm của mình cho cái công việc marketing. Mà chị nghĩ là các bạn có thể start ngay từ hôm nay cho tất cả các bạn mà sinh viên năm nhất hoặc năm hai là các dự án về community, ví dụ như là các hoạt động liên quan đến marketing club trong trường, hoặc là các dự án về volunteer như mình phụ trách về mảng communication chẳng hạn ha. Thì mình sẽ hiểu được cái cách làm sao để mình tận dụng social media này, làm sao để mình biết, khiến cho nhiều người biết về cái dự án của mình và tham gia dự án của mình càng nhiều càng tốt. Thì đấy là những cái cơ hội mà mình có thể gia tăng những cái kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực marketing và truyền thông. Rồi, nói rõ hơn đó, về câu chuyện của các cuộc thi marketing. Thì nó sẽ thì các cuộc thi ấy, thì mình sẽ chị nghĩ là nó sẽ có hai cái nhóm cuộc thi mà mọi người sẽ cần phải chú ý trong cái thời gian học đại học của mình. Một là các cuộc thi chuyên môn, và hai là các cuộc thi về mang tính kỹ năng, nâng cao kỹ năng. Thì các cuộc thi chuyên môn á, thì nó sẽ là cái cơ hội để các em được thử sức mình trong việc mình giải quyết những vấn đề về business, vấn đề về marketing cho doanh nghiệp. Từ đó các em sẽ phát hiện, từ đó mình sẽ có thể, thứ nhất là mình nâng cao được kỹ năng làm việc nhóm của mình này,
Thứ hai là mình nâng cao được cái kỹ năng mình giải được, giải quyết vấn đề thông qua những cái business setting mà người ta đã gửi cho ban tổ chức. Bởi vì các đề mà được gửi cho ban tổ chức thường là các đề nó cũng khá là toàn diện, nó cũng khá là mô tả khá là thực tế cái bối cảnh làm việc hàng ngày rồi. Thì đấy là các em để các em được có thể thử sức để xem là mình, và cuối cùng là để xem mình có thực sự yêu thích cái công việc này không. Nghe những cái khái niệm, nghe những cái sharing á, mọi người sẽ có cảm giác là nghe nó rất fancy, nó rất là vui vẻ, nhưng mà khi mà mình làm á, cái quá trình mà các em tham gia giải cây, cái khi mà các em tham gia các cuộc thi á, đấy là cách dễ nhất để mình xem là mình có, để đo lường xem mình có phù hợp với công việc này không. Vì nếu mà mọi người cảm thấy là ôi mọi người thích nghe các bạn marketer nói quá, nhưng mọi người kiểu nhìn thấy cái bảng số liệu là các bạn mình chán dài luôn, mình ghét việc làm slide, mình ghét việc giao tiếp với con người, thì chắc chắn marketing không phải dành cho mọi người rồi đấy. Đó. Bên cạnh đó nữa thì khi mà nhìn vào các cuộc thi marketing ấy, thì mình cũng sẽ cần phải nhìn ra là các cuộc thi nó sẽ có mang lại lợi ích gì cho mình. Ví dụ như là Young Marketer sẽ mang lại cái cơ hội đấy là mình được training bởi vì những cái top top expert trong ngành, ví dụ như anh Hùng Võ và chị An Đặng và một số các anh chị leader trong ngành khác. Bản lĩnh marketer thì thứ nhất đấy là giúp cho mình tăng nâng cao cái uy tín của mình trong nghề nghiệp, đặc biệt với các bạn nó offer tu thì việc được win bản lĩnh marketer là một cái thứ rất oách. Đi học kiểu mọi người thấy ôi mình đã win cuộc thi marketing lớn nhất trong trong trường, cảm thấy rất oách, và mình có thể build được cái personal brand của mình thông qua các cuộc thi marketing. Ngoài ra nữa thì với bản lĩnh marketer thì mình cũng sẽ có thể nâng cao được cái kiến thức gọi là được mình được training, mình được trau dồi trong các vòng của cuộc thi nữa. Cái công thức này nó cũng sẽ apply cho các cuộc thi khác, ví dụ như ở phía Nam thì có Marketing Arena này, hoặc là những cái cuộc thi, sorry trời ơi chị chấm nhiều quá nhưng mà chị không nhớ được hết tất cả cuộc thi, nhưng mỗi trường đại loại như mỗi trường họ cũng có một vài ba các cuộc thi marketing khác ạ. Thì mình nên chọn lọc, mình nên tham gia dựa theo những cái chủ đề của cuộc thi này, thông thông qua cái đội ngũ ban giám khảo và cái cách. Sorry nhé, mẹ chị gọi nên là nó hơi ngắt quãng một xíu. Rồi và tham gia vào các kiến thức này và những cái người mentor mà mình có thể gặp qua các cuộc thi. Và một điểm nữa thì đấy là thông qua các cuộc thi marketing đấy chính là cái điểm chạm mà mình có thể gặp được những cái người có like, có cái tư duy, có tầm nhìn cùng với mình nhất đó, thì chính là các bạn tham gia cùng mình, có thể cùng đội thi, có thể khác đội thi, thì đấy là cũng là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Và cuối cùng là những cái cuộc thi, những nhóm cuộc thi về chuyên môn mà được tổ chức bởi các doanh nghiệp, thì bên cạnh giá trị về networking, bên cạnh giá trị về kiến thức đi, thì một cái cơ hội nữa để đấy chính là cái cơ hội được engagement với những future employer của mình, để mình hiểu những giá trị của họ, hiểu thêm được business của họ, và đây sẽ là một cái lợi thế rất là tuyệt vời nếu mọi người có thể win được các cuộc thi này hoặc tạo dấu ấn ở các cuộc thi này, thì nó sẽ là một cái điểm chạm rất là tuyệt vời. Sau khi mà mình ra trường, mình xin việc thì mình sẽ có thể gọi như là sâu được cho những future employer, thế là mình đã có quan tâm về doanh nghiệp ngay khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh top 3, bên cạnh ba cái nhóm cuộc thi về chuyên môn này thì mình cũng sẽ cần phải quan sát thêm về một số những cái nhóm cuộc thi giúp cho mình phát triển về kỹ năng mềm. Và cụ thể ở đây là cái kỹ năng mà khi mình đi ứng tuyển, thì chị thấy hai cái cuộc thi mà nó nổi bật nhất đó chính là ứng viên tài năng ở miền Bắc và doanh nhân tập sự ở miền Nam. Bởi vì sao? Thông qua những cái cuộc thi này họ giúp cho mình nâng cao cái kỹ năng để mình chuẩn bị resume, chuẩn bị kỹ năng phỏng vấn, và thậm chí là trên những cái kỹ năng mềm mà mình hay gặp, ví dụ như kỹ năng phân tích số liệu này, kỹ năng thuyết trình vân vân, trong cái cách mà trong suốt quá trình thi, thì đây cũng sẽ là hai cái cuộc thi mà mình sẽ cần phải take consideration là mình nên tham gia, đặc biệt với những bạn sinh viên năm 3, năm 4 để mình nâng cao cái kỹ năng khi mình tham gia ứng tuyển. Và bên cạnh những cái cuộc thi này, mình cũng nên tham gia các hoạt động, các webinar, các seminar của các câu lạc bộ, các tổ chức uy tín, để mình có thể nâng cao và hiểu rõ hơn được những cái cơ hội việc làm cũng như là những cái kỹ năng của mình khi mình chuẩn bị. Một cái điểm mà chị cảm thấy rất là tự hào đấy là hồi năm hồi chị học đại học ấy, thì chị không phải là một bạn
có background quá tốt, chị đến từ một sinh chị là sinh viên tỉnh lẻ, tiếng Anh của chị cũng không quá tốt, chị không phải là AMSR, chị không phải là kiểu các sinh viên ai mà học vào tour là các bạn đại học, các bạn sẽ thấy là làm sinh viên Hà Nội là một điểm cộng rất là tuyệt vời, nhưng mà chị không có những cái kỹ năng đấy, và chị cũng không được may mắn được lựa chọn vào những cái club nó quá là nổi tiếng trong trường, đặc biệt là những club liên quan đến marketing. Nhưng mà chị thấy cái việc mà chị tham gia các cuộc thi, và tham gia các webinar, nó giúp chị sắp rất là tốt về cái thứ nhất là cái tư duy để giải quyết các business case, và thứ hai là mình map được trong cái tư duy của mình về cái employer landscape, tức là mình hiểu ra là cái thị trường việc làm nó như thế nào và đâu sẽ là những cái cơ hội cho mình, những cái kỹ năng mình nào mình cần phải chuẩn bị. Thì lúc ra trường thì mình cũng đỡ bỡ ngỡ hơn một xíu. Thực ra chị vẫn rất bỡ ngỡ, nhưng mà chị vẫn cảm thấy nó đỡ bỡ ngỡ hơn một xíu. Và ngay cả khi chị đi học MBA á, thì chị vẫn dùng được những cái kiến thức và kỹ năng mà lúc mà chị đang học ở Phật tu. Ừ, thì có thể nói là những cái kiến thức và kỹ năng mà mình có thể trang bị, mình có thể bắt đầu gain trong suốt cái quãng đường đại học, nó có cái giá trị rất lớn sau này, đặc biệt trong cái quá trình mà mình phát triển nghề nghiệp. Rồi, đến cái cột mốc cuối cùng, đấy là làm sao để phát triển network. Cái câu chuyện ở đây chị chỉ muốn truyền tải ở đây thôi, đấy là mình sẽ network với ai trong cái quá trình mà mình làm, trong cái quá trình mà mình làm sinh viên, thì mình nên thứ nhất đấy là kết nối với những bạn làm những chuyên gia trong ngành, để làm gì, mình hiểu về ngành. Những bạn là expert trong ngành họ cũng rất thích chia sẻ, rất thích chia sẻ về cái suy nghĩ của mình về công việc, tư duy, những thay đổi trong ngành trong những năm tới. Thì việc mình kết nối thông qua LinkedIn, thông qua Facebook thì nó cũng sẽ là cái cách để mình có thể là thêm nguồn để mình học tập, để mình quan sát, mình hiểu rõ hơn về những cái post trong ngành. Và nó rất là thật, vì thường á, là để được lên báo nhé, được lên báo á, thì sẽ phải cái quy trình nó rất là dài á, cái quy trình nó rất là dài, là phải là có báo tiếp cận rồi phải sửa, phải edit vân vân. Nhưng nếu mà các chuyên gia họ đã kiểu post á, thì mọi người cái thông tin nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ có tính thời sự tốt hơn. Rồi thứ hai là các anh chị làm alumni trong ngành thì cơ bản thì mình cũng có thể gain được một số các kiến thức giống như các bạn expert thôi. Tuy nhiên một cái điểm nữa mà mình sẽ cần phải mình sẽ có thể học hỏi được họ, đấy là chính là cái tính cách và tư duy sống ở họ nữa. Ừ. Chị không biết là mọi người nghĩ thế nào, chứ với chị cái việc mà mình phát triển nghề nghiệp á, nó cũng chính là cái sự phát triển về sâu bên trong cái tính cách cá nhân của mình ha. Thì với chị á, cái việc mà mình thấy rằng mình tiếp cận với những alumni mà mình thấy là alumni hay là những cái người mà mình trong cái targeting industry của mình á, mà nó fit với mình, nó hợp với mình, nó giống mình ấy, thì chính là cái nghề này nó cũng sẽ hợp với mình. Bởi vì thực ra những cái một số cái công việc nó cũng sẽ chỉ phù hợp với một set of characteristic thôi, một set of personality thôi. Thì nếu mà mình những cái người mà trong cái nghề đấy, trong cái targeting industry của mình ấy, giống mình ấy, thì khả năng cao là mình phù hợp với nghề đó. Và còn nếu mà không phù hợp lắm thì có lẽ mình nên xem còn có cơ hội nào nữa không, để mình xem là mình còn muốn trở thành người như vậy không ấy. Rồi bên cạnh đó nữa thì nó sẽ có một số các bên cạnh nữa, thì cái alumni họ cũng sẽ có rất nhiều những cái opportunity về nghề nghiệp, ví dụ như là mọi người thỉnh thoảng một số các anh chị brand manager hay là ABM hay MM họ cũng sẽ cần tìm những bạn intern đó. Thì đây cũng sẽ là họ sẽ hay post trực tiếp trên LinkedIn hoặc là Facebook Story, Facebook status. Thì một trong những cái trải nghiệm vui của chị trong con đường phát triển nghề nghiệp của chị thì là chị đã kết được một cái job thông qua là chị reply story của một anh em. Thì cơ hội có thể đến từ tất cả mọi nơi, đúng không mọi người? Nên là mình phải cố gắng là mình có thể connect được với những người mà mình cảm thấy rằng họ có cùng giá trị và họ yêu thích cái nghề nghiệp mà mình cũng yêu thích ha. Rồi, bên cạnh nữa thì mình cũng cần phải kết nối với anh chị, mình có expert này, mình có alumni rồi, thì chị sẽ khuyến khích mọi người kết nối với các anh chị, nếu có thể thì nên kết nối với các anh chị làm HR nữa, bởi vì HR sẽ là những HRVP, là những cái người mà họ bản thân họ cũng là người phải chịu trách nhiệm trong việc tuyển nhân sự ở phòng ban, đặc biệt là phòng ban marketing. Những anh chị chịu trách nhiệm về HRVP của marketing, VP của marketing và sale thì sẽ phải chịu trách nhiệm về tuyển nhân sự cho các khối ngành này. Và anh chị cũng sẽ hay đưa ra những cái lời khuyên quý giá cho các bạn, đặc
để mình có thể perform tốt hơn cho những cái quá trình application và lựa chọn nghề nghiệp. Thì với chị thì ba cái nguồn mà mình có thể tối ưu hóa được những cái lời khuyên về mặt làm sao để mình nâng cao kỹ năng, nâng cao được kiến thức, nâng cao được cái cơ hội, khả năng get job, thì được đấy thông qua là expert này, alumni và SIVP. Một cái điểm nữa mà chị nghĩ là mọi người có thể networking ấy, đó là các bạn đồng trang lứa của mình. Thì ở đối với mọi người nghĩ là thì đây là với chị thì đây là một cái network với các bạn đồng trang lứa, thì đấy là một cái khoản investment dài hạn. Nó không phải là thứ kiểu ngắn hạn như ba đối tượng trước. Ba đối tượng khác là mọi người đã có sẵn nguồn lực rồi, còn peer sẽ là một cái đối tượng mà hầu như mọi người đều đơn thuần, đơn sơ như nhau, đơn sơ như nhau, và mọi người sẽ kiểu lúc nào cũng luôn luôn muốn hướng tới một cái tương lai tốt hơn trong việc là mình phát triển nghề nghiệp của mình. Thì mình nếu mà mình có những người bạn mà cùng động lực, cùng chí hướng như thế thì nó sẽ tạo ra động lực rất nhiều cho mình. Còn chưa kể nếu sau này kiểu bạn may mắn hơn, bạn được job tốt trước mình ấy, xong lúc đấy bạn có thể share lại cái cơ hội việc làm cho mình, thì đó quá là tuyệt vời đúng không? Nhưng mà đấy là những cái thứ mà mình sẽ cần phải build up trong rất là dài hạn. Rồi, một cái điểm mà dù mà mình một cái điểm mà cốt lõi trong cái việc mà mình phát triển, mình design cái con đường nghề nghiệp của mình á, thì mình sẽ cần phải mình cần thì chị vẫn sẽ có một điểm nữa cuối cùng là mình phải biết bản thân mình ở đâu, know yourself. Mình phải biết được điểm mà mình bắt đầu, điểm mà mình kết thúc, thì mình mới biết được cái con đường mình cần đi bao xa chứ đúng không? Mình phải biết được cái học học rồi đúng không? Mà mình biết con đường này, mình biết cái vận tốc của mình thì mình mới tính ra được cái thời gian mình đi. Mỗi con người thì sẽ có một cái tốc độ riêng này, và con đường riêng, thì mình sẽ cần phải tính toán lại điểm đấy. Thứ hai là mình phải yêu bản thân mình. Yêu bản thân mình ở đây là gì? Là mình phải biết cách tôn trọng những cái sự khác biệt của bản thân mình. Mọi người hay cố gắng immerse bản thân mình vào trong những môi trường mới mà mình quên mất giá trị của bản thân mình. Thì chị nghĩ là mình đón nhận mọi thứ với một cái tâm thế cởi mở, tôn trọng mọi người, nhưng mình cũng phải tin rằng mình cũng có cái vẻ đẹp, mình cũng có cái sự tiềm năng mà mình sẽ phát triển được trong tương lai. Mình phải có sự positive về bản thân mình thì mình mới tin được rằng mình sẽ có thể capture được những cơ hội tốt đẹp hơn trong tương lai. Trust yourself, luôn luôn tin rằng mình sẽ có thể làm được những cái điều mới, luôn luôn cố gắng mở rộng cái vùng an toàn của mình, cái ranh giới của vùng an toàn của mình để capture những cái opportunity mới ha. Và cuối cùng và cốt lõi nhất chính là luôn luôn là chính mình trong dù bất cứ một cái chuyện gì positive hay negative xảy ra.